Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất trồng trên dù 50. Quả sai chín rất là đẹp. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trần Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên, quý vị cảm ơn nhé. Và mình sẽ để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Và mình dẫn quý vị và các bạn đi một vòng để tham quan cái vườn quất này.